Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Các ngày qua thì chúng ta cùng nhau thấy rằng là báo chí cũng đã đăng rất là nhiều thông tin, trái chiều cũng có, cùng chiều cũng có, liên quan đến vụ án của ông thần y Võ Hoàng Yên đã bị ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thì những bài báo đó nó chỉ viết ở góc độ chung nhất. Hôm nay thì tôi thấy qua một bài báo được đăng trên báo Lao Động vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 với những ngôn ngữ nó mạnh mẽ hơn. Đó là ông Võ Hoàng Yên có dấu hiệu lừa dối, hãy làm rõ hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên, được đăng trên báo Lao Động vào ngày 20 tháng 3 năm 2021. Với ký giả, người soạn báo đó chính là ông nhà báo Lê Thành Phong. Bài báo được viết như sau. Vụ án thần y Võ Hoàng Yên đến nay vẫn còn nóng sốt. Dư luận đang chờ kết luận của cơ quan điều tra về đơn tố cáo của vợ chồng ông Huỳnh Quy Dũng. Chưa kể, còn liên quan đến hoạt động chữa bệnh của ông Yên ở nhiều địa phương khác nhau. Sau 8 tháng được ông Võ Hoàng Yên khám chữa trị bệnh, thì 776 bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi không ai khỏi bệnh. Tại cuộc họp ngày 19 tháng 3, thông báo kết quả điều tra, xác minh xung quanh việc ông Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh tại huyện Bình Sơn vào tháng 7 năm 2020. Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua điều tra, xác minh, chúng tôi thấy rằng phương pháp chữa bệnh của ông Yên cùng cộng sự có rất nhiều vấn đề, phản khoa học và có dấu hiệu lừa dối. Lừa dối không phải là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng giữa lừa dối đối với lừa đảo là ranh giới khá là mong manh. Những căn cứ gì để có thể làm rõ hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên? Theo thông tin trên báo Hà Tĩnh Điện tử vào ngày 6 tháng 11 năm 2011, lương y Võ Hoàng Yên chia sẻ, 6 năm qua, tôi chưa nhận bất cứ đồng tiền nào từ bệnh nhân. Thế gian có hạnh phúc nào hơn là khi chúng ta mang lại hạnh phúc, nụ cười cho người khác mỗi năm. Tôi chữa trị được hơn 4.000 người câm biết nói. Vì tuyên bố này của ông Võ Hoàng Yên nên nhiều người đã tin đi theo ông. Không chỉ người dân bình thường mà chính quyền, cơ quan y tế của nhiều địa phương cũng tin ông Yên. Dù mang tiếng là khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, nhưng để mời được ông thần y Võ Hoàng Yên, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đã phải tốn hơn 200 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Còn nhiều địa phương khác như là Cà Mau, Bình Dương, Quảng Nam, v.v. Vì những tuyên bố chẳng khác gì tự cho mình là thần y nên Võ Hoàng Yên mới lừa thiên hạ mắc bẫy. Sở Y tế Hà Tĩnh đặt cách cấp phép cho Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên hoạt động, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho trung tâm này hoạt động. Hàng chục ngàn bệnh nhân đến trung tâm của thần y Võ Hoàng Yên để được chữa bệnh, chưa có ai lên tiếng là được chữa lành. Ông Võ Hoàng Yên bỏ đi không quay trở lại Hà Tĩnh, trung tâm bị bỏ hoang. Tiền bạc đầu tư cứ trôi theo mây khói. Nhiều cá nhân, tổ chức vì tin vào những tuyên bố của ông Yên, có thêm sự tham gia của truyền thông, đã hỗ trợ tiền cho thần y chữa bệnh cho người nghèo, trồng thuốc nam, xây chùa, v.v. Chữa bệnh miễn phí là một chiêu rất độc. Nhờ chiêu trò này mà tiền tài trợ của đại gia mới nhiều, tiền thầy bỏ túi. Đó có phải là hành vi lừa đảo hay không? Nhà báo Thanh Phong đã viết. Và sau đây nữa thì chúng ta cùng nhau điểm qua một bài báo được đăng trên báo Tiền Phong, là một cơ quan ngôn luận chính thức của Trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, thần y Võ Hoàng Yên chữa bệnh không hiệu quả. Ngày 22 tháng 3, ông Lê Bãi, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở vừa có công văn gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và nhóm cộng sự trên địa bàn huyện Bình Sơn vào tháng 7 năm 2020. Theo nội dung văn bản, qua cuộc họp với Công an tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, Sở Y tế Quảng Ngãi đã kết luận việc cấp phép khám chữa bệnh nhân đạo là đúng quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, kết quả khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là không hiệu quả. Ngoài ra, việc thực hiện các kỹ thuật của lương y Võ Hoàng Yên không đúng theo đăng ký, qua đó Sở Y tế rút kinh nghiệm về việc theo dõi quá trình giám sát chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo tại địa phương và sẽ tăng cường giám sát trong các chương trình tiếp theo. Tuy nhiên, đối với việc Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn chi khoản tiền hơn 200 triệu đồng từ ngân sách
để phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, Sở Y tế Quảng Ngãi khẳng định không phù hợp với hoạt động từ thiện miễn phí. Qua đó thì liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh của ông thần y Võ Hoàng Yên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào tháng 7 năm 2020. Mới đây, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc họp thanh tra thông báo kết quả điều tra. Theo kết quả điều tra, tổng số bệnh nhân được đoàn của ông Võ Hoàng Yên thăm khám chữa bệnh là 776 người. Đa số các bệnh nhân là bị câm, bị điếc bẩm sinh, bại liệt, bại não, teo cơ, ung thư. Đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp nào khỏi bệnh. Một vài bệnh nhân bị đau khớp được ông Yên xoa bóp, kê thuốc có dấu hiệu là thuyên giảm. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bệnh tình lại tái phát như cũ. Mặc dù hoạt động khám chữa bệnh là hoàn toàn miễn phí, thế nhưng chính quyền của huyện Bình Sơn đã phải bỏ ra ngân sách lên đến 200 triệu đồng để chi trả chi phí đi lại, chỗ ăn ở cho đoàn của ông Yên. Chính điều này đang gây xôn xao dư luận. Theo ông Kim, tháng 2 năm 2020, huyện đã làm báo cáo và được Sở Y tế đồng ý về việc mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh cho người dân. Khi có ý định mời ông Võ Hoàng Yên về địa phương, lãnh đạo huyện cứ nghĩ rằng ông này biết chữa bệnh ung thư như thông tin đã lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng nào ngờ, bà con địa phương sau khi được ông Yên thăm khám, chữa trị vẫn không khỏi bệnh. Số tiền hơn 200 triệu đồng được địa phương chi trả vào việc lo vé máy bay, chỗ ăn ở trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020 của đoàn ông thần y Võ Hoàng Yên là 16 người và lực lượng bảo vệ trong những ngày ông Yên cùng cộng sự thăm khám cho người dân, ông Khiêm nói. Và hơn nữa, nhân tiện việc ông Võ Hoàng Yên về huyện Bình Sơn khám chữa bệnh thì một số tổ chức cá nhân đã ủng hộ cho huyện khoảng hơn 110 triệu đồng để xây dựng hai ngôi nhà đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn, ông Khiêm nói thêm. Như vậy là qua hai bài báo này, chúng ta thấy rõ ràng việc càng ngày càng khẳng định hơn nữa về cái nghi ngờ ông Võ Hoàng Yên này có dấu hiệu lừa đảo là càng ngày càng được lộ ra. Những bài báo trước đây thì các cơ quan ngôn luận họ viết cũng còn rất là mông lung và cũng còn đặt nhiều dấu chấm hỏi và nhiều dấu nghi ngờ về việc lừa đảo khám chữa bệnh này của ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên thì đến ngày hôm nay, mọi việc gần như đã được các cơ quan chức năng mạnh dạn hơn, cũng như là cái việc thông tin báo chí càng ngày càng mạnh hơn nữa. Tôi tin rằng trong thời gian tới, cơ quan ngôn luận, cơ quan báo chí và cơ quan chức năng của địa phương sẽ làm rõ vấn đề này ra để xem coi việc tố cáo của các người nhân chứng là bệnh nhân của bà Nguyễn Phương Hằng, của ông Dũng Lò Vôi có đúng sự thật hay không. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi nhé. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi.